Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. 15 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết số 38, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện ngày càng tăng. Năm 2009, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế là 108.982 người. Đến năm 2024 là 206.418 người. Kết quả sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 33, đến năm 2023, số gia đình văn hóa đạt 91,87%, tổ dân phố văn hóa đạt 100%, thôn văn hóa đạt 97,9%, trên 42% dân số luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất kiến nghị các giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 33 và chỉ thị số 38. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khẳng định, những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 trên địa bàn huyện có sự đóng góp tích cực, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 33, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh với những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng rằng việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Mê Linh góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của huyện. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 và 15 năm thực hiện chỉ thị số 38.